từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, lao động nam có thời gian đóng bảo hiểm xã hội hơn 35 năm, lao động nữ có thời gian đóng bảo hiểm xã hội hơn 30 năm thì khi nghỉ hưu ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần. Đây là nội dung mới được quy định trong Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 so với quy định hiện hành. Mức hưởng trợ cấp một lần cho mỗi năm đóng cao hơn bằng 0,5 lần của mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho mỗi năm đóng cao hơn đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật. Trường hợp người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định mà tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội thì mức trợ cấp bằng hai lần của mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho mỗi năm đóng cao hơn số năm quy định kể từ sau thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật đến thời điểm nghỉ hưu.